Dương Ngọc Thái cùng con trai cạo đầu ở mùa dịch, U50 vẫn quỳ gối rửa chân cho ba mẹ. Dương Ngọc Thái luôn là giọng ca ngọt ngào với những bản nhạc quê hương trữ tình ấn tượng với khán giả. Anh được mọi người nhớ đến nhiều nhất qua ca khúc Cỡ Đò và loạt live show đậm chất Dương Ngọc Thái mang tên Một Thoáng Quê Hương. Về đời tư, anh dường như rất ít khi chủ động nhắc đến chuyện tình cảm với báo chí và các trang mạng xã hội. Vào năm 2013, nam ca sĩ kết hôn cùng với Triệu Ái Vi. Vợ anh cũng là một người làm nghệ thuật, nhưng sau khi kết hôn, cô đã tạm dừng sự nghiệp ca hát và lui về để chăm sóc gia đình. Cả hai đã có cùng nhau ba nhóc tì. Những năm gần đây, nam ca sĩ và vợ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Vượt qua nhiều sóng gió, Dương Ngọc Thái có được cuộc sống hôn nhân viên mãn. Anh cũng thừa nhận bản thân đã có nhiều sự thay đổi so với trước đây. Anh thật sự ngoài công việc ra là chỉ có về với gia đình là chính. Anh không còn phải hồi như hồi xưa nữa. Hồi xưa là anh ngoài đi hát ra anh còn bàn tảng bè. Nhưng bây giờ anh hát xong là trở về với vợ con. Khi cậu Út ra đời, tổ ấm của anh lại có thêm niềm vui. Ông bà nội ơi, ông bà ngoại ơi, con chào ông bà. Con chào ông bà nội, con chào ông bà ngoại. Con chào các cô, các chú, các ông, các bà. Anh cũng được liệt vào danh sách những ông chồng nhà người ta khi luôn ở bên cạnh vợ vào giây phút khó khăn trên bàn sinh. Khi vợ của nam ca sĩ sinh con trai út, nam ca sĩ đã gác hết mọi công việc để túc trực tại bệnh viện. Giọng ca Gọi Đò cho biết, giữa đêm đã rất xót xa khi thấy Ái Vi phải chịu những cơn đau. Đó là những giây phút mà chỉ khi người chồng ở bên cạnh chứng kiến mới hiểu hết được. Thời điểm đó, nam ca sĩ đã nhận được rất nhiều lời khen, cũng như lời chúc mừng từ mọi người. Vào tối ngày 8 tháng 8, Dương Ngọc Thái khiến mọi người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh mặc áo lam và thông báo đã cạo trọc đầu và nguyện cả gia đình sẽ ăn chay suốt một tháng. Không để mọi người tò mò, giọng ca sinh năm 1976 đã chia sẻ lý do khiến anh quyết định cạo đầu là để mong cầu cho bình an trong lúc đại dịch. Hiện Sài Gòn giãn cách xã hội, tôi chỉ ở nhà nên quyết định cạo đầu. Một lòng hướng Phật, mong đại dịch Covid-19 sớm lắng dịu, cuộc sống mọi người trở lại bình thường như trước. Bản thân tôi cũng được tái xuất, gặp gỡ đồng nghiệp khán giả, nam ca sĩ tâm sự. Nhưng anh đã không để mình lẻ loi khi cạo đầu một mình trong gia đình và khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định cạo đầu cho con trai cưng. Cùng với đó anh cũng chia sẻ lý do làm điều này. Hai cha con Thái cầu xin đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ mau sớm qua khỏi để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Nam ca sĩ cho biết, cậu con trai út tuy còn khá nhỏ nhưng lại rất ngoan ngoãn, biết nghe lời của ba mẹ, luôn ngồi yên khi được cạo đầu và tỏ ra chăm chú, nghiêm túc khi theo phụ huynh lên phòng thờ nghe đọc kinh cầu cho mọi người bình an vào mỗi buổi sáng. Không chỉ một lòng hướng Phật, anh còn sống hiếu thảo. Hình ảnh nam ca sĩ làm lễ rửa chân cho ba mẹ khiến nhiều người xúc động. Nam ca sĩ đã ở độ tuổi U50 và không ngại những hành động chăm sóc, báo hiếu cho đấng sinh thành. Dương Ngọc Thái nghĩ rằng, giờ đây ai còn ba mẹ để phụng dưỡng là điều cực hạnh phúc. Có thể thấy, dù có bao nhiêu tuổi hay có là người nổi tiếng thì vẫn là con của ba mẹ. Việc chăm sóc, lo lắng cho phụ mẫu không có gì phải ngại ngùng. Sau thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật, nam ca sĩ đã có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hơn hết, anh luôn hướng thiện và hết lòng phụng dưỡng cho đấng sinh thành để làm gương mà dạy dỗ con cái. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.